Người ta lấy ổ ở đâu nhỉ? Bỏ luôn. Mình nhanh tách ra mình ơi.
Thì chè hết, ngồi lùi vào sát vào trong. Ngồi thụt vào trong. Sau này đây thì nó chọc vào trận. Quá tốt. Bên chú ấy, thì lý do là bên chú đá lúc 5 giờ. Bên chú chỉ được 1 tiếng, còn anh nghỉ từ đến 7 giờ. Bây giờ bên chú sẽ yếu hơn. Đây, chạy vừa nhá.
Quay lại đây cho nào. Số mấy? Số 2 à? Số 2. Bằng số 6. Thế rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ghê vào đây. Rồi, giỏi lắm. Tần một cái tuổi khỏe. Anh Vương tính nào? Cứ thế mà xử lý thôi. Không đá cho nó vui, ai hủy nữa bạn. Nhưng mà bạn nó đá đúng rồi. Đá đúng rồi, không hủy nhất cả, đá đúng rồi thôi. Hai điểm. Đá đúng rồi, ai hủy đá vui với nhau. Trừ điểm luôn. Lên không về được.
bóng về gôn là phá nhá. Alo. Alo. Sút. Ôi trời. Vâng, hôm nay cả công ty đi mà. Vâng. Có chiều có mấy bạn nữ bóng mình là quả penalty đây. Bỏ túi ra biên anh ơi. Không về nhà không? Đi ông có về thì về không? Bảo Hà nấu cơm luôn đi. Bảo Hà nó nấu cơm luôn nhà. Đường ông lúc nó bảo là sáng nó bảo không ăn. Oh!
bạn đi, chuyển bạn đi. Đẩy người. Lỗi ở đây này. Đánh cho quả bóng này, vứt cho quả bóng này. Đây này sắp hết giờ rồi. Phạt ở trên này này, nắm phạt. Đó rồi nha. Phạt đi. Đưa đi. Đưa vào. Đây rồi. Đi đá. Đá.
Theo này, theo số 3 này. Bả lên.